Với tinh thần khẩn trương, sau hơn một tháng triển khai, vườn hoa xuân tại phía bắc ngọn Thủy Sơn, vị trí ngã tư đường Lê Văn Hiến, Phạm Hữu Nhật đã hoàn thành. Sáng nay, quận ủy Hà Sơn chính thức khai trương vườn hoa xuân, mang đến một điểm check-in mới, lung linh dành cho người dân cũng như du khách trong những ngày du xuân đón Tết cổ truyền. Vườn hoa xuân có quy mô khoảng 0,9 hectare với mô hình thiết kế đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Màu sắc đa dạng rực rỡ và được trang trí khéo léo từ nhiều loại hoa, xen lẫn với các tiểu cảnh mang đậm sắc Tết, cùng với biểu tượng con mèo, linh vật của năm Quý Mão 2023 nổi bật ở trung tâm vườn hoa, tạo nên một không gian tươi tắn, rực rỡ, nhiều màu sắc và đầy sức sống của mùa xuân mới. Hiện vườn hoa đang thu hút nhiều người dân thành phố và du khách đến tham quan check-in. Năm mới sắp đến thì mình thấy là toàn thành phố Đà Nẵng thì ở đâu cũng có cái sự chuẩn bị rất là chu đáo. Và mình thấy cái khuôn viên ở quận ngũ Hành Sơn, mọi thứ ở đây thực sự là cảm thấy thật sự là thu hút. Mình cảm thấy rất là yêu thích và cái không gian này nó cũng mang đến cái không khí Tết rạo rực cho mọi người. Cái vườn hoa xuân của quận ngũ Hành Sơn thì mình thấy rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Cho nên là thành phố mình thấy càng ngày là càng đổi mới. Mình cũng mong là thành quận và thành phố phải phát huy và luôn luôn làm cho cảnh quan của Đà Nẵng thêm nhiều sắc xuân. Được biết, để đảm bảo kịp tiến độ đưa vào sử dụng, lãnh đạo quận và các cơ quan chức năng đã thường xuyên chỉ đạo kiểm tra và động viên đơn vị thi công nỗ lực hoàn thành sớm nhất, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa nghệ thuật của nhân dân. Mình cũng hãnh diện làm cho địa phương quận ngũ Hành Sơn nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung một cái không gian check-in rất là đẹp, nhiều loại hoa cũng có mang tính chất bền lâu theo thời gian, để cho mọi người có thể tới đây thường xuyên ngủ Hành Sơn để du lịch tới check-in lâu dài. Vườn hoa xuân tại quận ngũ Hành Sơn không chỉ là không gian vui chơi, điểm vui xuân giải trí mang những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần của người dân địa phương, mà còn gửi gắm những khát vọng về một ngũ Hành Sơn vươn cao, vươn xa, hội nhập và phát triển, đồng thời thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết, chung sức một lòng, cùng nhau xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh.